Chào mừng anh em đã quay trở lại với chúng tôi. Siêu phẩm hôm nay nói trước là chỉ dành cho người lớn thôi đấy. Nên trẻ em nhi đồng chưa đủ 18 tuổi thì tự giác thoát video. Còn người lớn thì ở lại và xem đến cuối vì sẽ có điều bất ngờ. Video hôm nay vẫn với chủ đề quen thuộc, sinh tồn. Nhưng nhiều điều thú vị đang chờ đợi anh em đấy. Tin tôi. Còn bây giờ thì let's go. Điểm đến của hành trình hôm nay là hòn đảo đầu lâu. Tuy nhiên nó không phải phim trường ở Ninh Bình, mà là một hòn đảo đầu lâu ở xứ sở Australia. Trợ thủ đắc lực trong công cuộc kiếm cá của nhân vật chính là một chiếc giáo tay. Nó thường được sử dụng để săn bắt cá hoặc các sinh vật khác trong vùng nước nông. Công cụ này cho phép người sử dụng đâm và bắt các loài sinh vật dưới nước một cách chính xác và an toàn. Đây là một công cụ phổ biến trong việc săn bắt truyền thống và thủ công. Anh ấy đã sẵn sàng, anh em thì sao? Theo chân anh trai để xem nạn nhân xấu số nào sẽ được xướng tên đây. Nước ở vùng biển này rất trong, liệu điều này có trở thành con dao hai lưỡi cho công cuộc kiếm cá không? Sau vài cú phóng giáo, anh trai cuối cùng đã xiên được một con cá dài thòn. Xem nào. Ồ, thì ra là người quen. Xin giới thiệu quý ngài cá kim, siêu mẫu của đại dương với dáng vẻ thanh mảnh và cái mỏ, như kiểu nó có thể chõ vào câu chuyện của bất kỳ ai. Dù gương mặt có vẻ lúc nào cũng hờn dỗi, nhưng anh chàng này thực chất là tên lửa nước với tốc độ bơi thần sầu. Cái mỏ dài không chỉ để làm đẹp mà còn để dọa các đối thủ dưới nước. Và lần này thì đúng là không đủ nhanh để trốn khỏi chiếc giáo tử thần của tay thợ săn thời vụ. Nhìn mặt ảnh thế kia chắc đang nghĩ, đang bơi ngon lành tự nhiên bị tóm, tức cái lồng ngực. Và thế là một cái tên đã được cho vào menu bữa ăn hôm nay. Tiếp tục kiếm cá nào. Tuy nhiên có lẽ vận may của anh trai dồn hết vào con cá mỏ hỗn kia rồi. Nên sau đó anh trai không kiếm được, thậm chí còn không nhìn thấy bóng dáng của con nào hết trơn. Chắc hôm nay chúng nó đi ăn cỗ ở ngoài khơi xa rồi. Tưởng anh bỏ cuộc chứ gì. Nhầm hết rồi. Vua lì đòn chuyển từ bắt cá bằng giáo sang cần câu. Có lẽ anh trai này bị ADHD nên, dù tay cầm cần rồi vẫn không đi một mạch ra câu cá, mà còn lang thang dọc bờ biển nhặt nhạnh vài món đồng nát. Thật bất ngờ và thật tình cờ. Trong đống đồng nát bất ngờ xuất hiện một chai nước mới tinh ngọt lành. Chai này nhìn quen đấy, nghệ nhân sắp đặt. Lần sau nhớ làm khéo hơn nhé. Và tất nhiên, anh trai ngồi luôn tại chỗ làm vài ngụm rồi. Đi được vài bước anh ấy lại nhặt thêm được một chai nữa y hệt chai lúc nãy. Thôi thì cứ tin đây là sự sắp đặt của thiên nhiên đi cho anh ấy vui. Chắc anh trai quên con mẹ nó mất ý định câu cá ban đầu rồi. Thấy một vật thể lạ trên mỏm đất cao khô khốc, anh ấy lại chạy ra hóng hớt xem đó là thứ gì. Bạn có biết đó là củ gì không? Nó là siêu sao giấu mặt của thế giới thực vật, củ rong. Đừng để vẻ ngoài cục mịch của nó đánh lừa, bên trong chính là kho tàng năng lượng giúp bạn sống sót trong những chuyến thám hiểm hoang dã. Củ rong không chỉ là khoai tây phiên bản nhiệt đới, mà còn là cục pin sinh học cực kỳ hữu ích. Khi bị chôn vùi dưới lớp đất cát, nó âm thầm tích trữ dưỡng chất, để rồi khi được phát hiện, nó trở thành người hùng cứu đói một cách bất ngờ. Nhìn củ rong vạm vỡ trong tay anh trai mà xem, đúng là người khổng lồ trong thế giới của những củ khoai. Anh trai vỡ bờ rồi vì ở đây có khá nhiều củ rong. Thôi rồi, anh trai quên nhiệm vụ kiếm cá thật rồi. Vì kế tiếp anh ấy lại chuyển qua hái dừa. Đầu tiên, anh ấy phát hiện ra những quả dừa xanh mỡ màng này trên cao và nghĩ ngay đến việc tự biến mình thành tạc răng phiên bản nghiệp dư. Với sự dũng cảm và không hề sợ độ cao, anh ấy bám vào thân dừa mà trèo lên như một chú khỉ vươn tới trái cây. Khi đã chạm tới những trái dừa to tròn, anh ấy giật mạnh hai quả. Sau vài phút vật lộn với trọng lực và sự trơn trượt, cuối cùng, chiến lợi phẩm cũng rơi xuống đất với tốc độ đủ để làm ai đó vỡ đầu. Chưa dừng lại ở đó, công đoạn tiếp theo là cuộc chiến đấu với vỏ bọc kiên cố của quả dừa. Với con dao chuyên dụng kia, vỏ dừa cũng phải chào thua. Cuối cùng, khi vết dao mở ra, anh ấy nâng quả dừa lên như cúp vô địch và tu ưng ực thứ nước ngọt lành. Ai mà ngờ được rằng để có được một ngụm nước dừa giải khát, anh chàng này đã phải trải qua một màn thể hiện như thế. Đúng là không phải hành trình nào cũng dễ dàng, nhưng kết quả thì bao giờ cũng ngọt như nước dừa vậy. Tuy nhiên hành trình kiếm cá thì chưa chắc. Chuyển từ cần câu sang giáo tay, anh ấy đã quay trở lại bờ biển. Từ nãy chắc cũng gặp con ốc này vài lần rồi. Nó là ốc anh vũ, một loài ốc hiếm hoi và có hình dạng đặc biệt, được mệnh danh là hóa thạch sống của đại dương. Ốc anh vũ nổi bật với chiếc vỏ xoắn ốc tuyệt đẹp có các hoa văn màu trắng và nâu cam xen kẽ, tạo nên một vẻ đẹp rất cuốn hút. Chưa kể, loài này còn là cỗ máy thời gian của đại dương, đã tồn tại từ thời khủng long mà vẫn bành bao như ngày nào. Nhưng đẹp mà không ăn được thì cũng vứt đi. Anh trai tiếp tục hành trình cá kiếm đã lỡ dở vì cái vỏ ốc anh vũ kia. Anh bắt gặp một con sò mai mini. Chắc con này bị suy dinh dưỡng, hoặc mới đang ở tuổi vị thành niên nên chưa làm ăn gì được. Có thể nói chuyển đi này, khá thất bại vì anh trai vẫn chưa bắt được con gì đáng chú ý. Anh trai tiếp tục bắt gặp một thứ đã đen còn lắm lông đang di chuyển. Tiếp đến là một con đã đen còn không có lông. Cuối cùng anh quyết định đánh chén lũ hào bám trên một tảng đá. Chuyển này chúng mày có chạy đằng trời. Không di chuyển được nhưng chúng có thể trả đũa anh trai bằng việc xuyên qua giày của anh. Nhìn thế mà nó còn xuyên được cả vào chân anh ấy luôn. Sự trả thù này cũng đau đớn đấy. Một lần nữa, nhìn thấy mực bơi tung tăng trước mắt nhưng anh trai phóng xịt. Anh trai đành từ bỏ và lên bờ đánh chén nốt quả dừa còn lại. Cũng đã xế chiều nên anh trai bắt đầu nồi lửa nấu ăn. Anh rửa sạch những thứ anh săn bắt hái lượm được trong ngày hôm nay. Nếu các anh em đã quên thì để tôi giới thiệu lại. Xin giới thiệu thành phần có mặt trong bữa tối ngày hôm nay, một con cá kim và củ rong. Cá thì mổ bụng moi ruột gan phèo phổi. Củ rong thì để cả vỏ, hái miếng con chì để rán. À, bữa ăn này còn có sự góp mặt của một nhân vật nữa. Đó là con sò mai vị thành niên khi nãy.
Tôi cứ tưởng anh ấy tha cho nó nhưng chắc đói khát quá nên không mọi người ạ. Món khoai tây chiên phách nhìn cũng giống hàng thật phết. Mấy món kia gần chín anh trai mới thả con cá kim vào. Chắc mọi người cũng biết tại sao mà. Nhìn cái thân hình nó kìa. Cho nó vào từ đầu chắc bây giờ nó hòa cùng với cát bụi ở bãi biển này rồi. Bữa ăn ít ỏi đã sẵn sàng. Anh trai khai tiệc bằng con sò mai kia. Mở nắp con sò ra, không nhìn kỹ còn tưởng cồi của nó biết mất rồi cơ. Bé đến thảm thương. Giá mà anh tha cho nó, thì có khi lần sau quay trở lại đảo này còn có món sò mai khổng lồ. Tiếp theo là món khoai tây chiên phách. Khi mới nhìn qua, nó cũng khá giống những miếng khoai tây chiên giòn rụm đấy. Nhưng để thử xem nào. Khi cắn một miếng đầu tiên, anh trai cảm nhận được lớp vỏ ngoài giòn tan, như một miếng khoai tây chiên authentic. Thế nhưng, bên trong lại là một vị chua nhẹ kèm theo một cảm giác bất an. Anh trai không dám ăn nữa vì sợ tí nữa sẽ phải chạy đua vào bụi rậm. Cuối cùng anh trai thưởng thức con cá kim nướng. Khi miếng thịt cá đầu tiên chạm vào lưỡi, anh trai ngay lập tức bị cuốn hút bởi lớp da cá giòn rụm, thơm phức mùi khói. Phần thịt cá bên trong thì mềm mịn và ngọt thanh, tan ngay trong miệng. Nó khiến anh trai ngỡ ngàng như vừa gặp lại mối tình đầu, đơn giản, mộc mạc nhưng lại đầy cuốn hút. Và hãy cẩn thận với những chiếc xương nhỏ, hàng phòng vệ cuối cùng của con cá kim. Nhưng không gì có thể làm khó được anh trai này, đặc biệt là đồ ăn. Không bao giờ nói không. Căng da bụng trùng ra mắt, anh trai ăn xong thì đi ngủ. Sáng ngủ dậy, trước khi cuốn xéo khỏi hòn đảo này, anh trai cố gắng thử vận may lần nữa. Lần này anh quyết định sử dụng cần câu. Và thần may mắn đáp lại lời khẩn cầu của anh trai ấy thật. Vì anh đã câu được một con cá bự trà bá, cá mú san hô. Nếu các loài cá khác chỉ biết bơi lội bình thường, thì loài cá này là lực sĩ với thân hình lực lưỡng. Cá mú san hô được mệnh danh là thủ lĩnh các dạng san hô vì khả năng lẩn trốn siêu đẳng và độ nhanh nhẹn không kém gì một ninja. Nhưng đừng để vẻ ngoài bóng bẩy và những chấm sao lấp lánh trên da đánh lừa. Vì một khi đã chạm trán với cần câu, anh ta sẽ chiến đấu hết mình như thể đang chơi trò kéo co không khoan nhượng. Đặc biệt, nếu các loài cá khác chỉ biết ngậm miệng, thì cá mú san hô lại có khả năng há miệng rộng. Và thế là video này sẽ kết thúc tại đây mà không có màn thưởng thức con cá này. Nếu tò mò anh ấy sẽ làm món gì với con cá xấu số này, thì đừng quên follow chúng tôi. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye!